Bộ ảnh cưới Chí Phèo Thị Nở đã khiến nhiều người thích thú. Khác với những bộ ảnh thường thấy, chị Hải Yến quyết định làm mình trở nên xấu chân thực nhất như những ngôn từ mà nhà văn Nam Cao miêu tả. Chia sẻ về bộ ảnh độc đáo này, chị Hải Yến cho biết khi học cấp 3, mình có học những tác phẩm của tác giả Nam Cao. Trong đó, mình đặc biệt thích truyện Chí Phèo và đoạn trích về câu chuyện tình của Chí Phèo Thị Nở. Cuộc sống của họ bị đày đọa, thiếu thốn, khổ sở. Chuyện tình của họ tuy khác biệt nhưng lại vô cùng chân thực. Đó chính là lý do khiến mình quyết định chụp một bộ ảnh cưới mô tả lại tình yêu của hai nhân vật cũng như của chính mình. Khi những bức ảnh này được chia sẻ thì có rất nhiều ý kiến bình luận. Nickname Ngọc Hà khen ngợi, bộ ảnh cưới có nhiều ý nghĩa, chúc hai em luôn hạnh phúc. Nick Võ Trọng Hùng thì nhận xét, quá tuyệt, đúng là xuất sắc. Hạnh phúc bắt đầu từ đây, chúc hai bạn hạnh phúc. Điều khiến nhiều người dễ nhận thấy nhất trong bộ ảnh cưới của vợ chồng chị Hải Yến đó là việc cô dâu bị làm xấu đi. Việc đánh nốt ruồi đậm, tô môi son đỏ loè loẹt và cách biểu cảm ngây ngô của Thị Nở khiến người xem cảm thấy mới lạ,